Đây anh em ơi, xem này, mẹ đợt trước mình bỏ như thế, xong mình vớt lại, bây giờ đã chưa gì đã kéo nhựa rồi con. Đấy, như thế này là đã tuần rồi, khoan tức đâu có. Như thế em bắt đầu tuần rồi, đã kéo nhựa rồi con này. Nhựa trắng này. Đấy, kéo nhựa hết rồi này. Đấy, mình chỉ có ủ bao như thế này thôi, không cần lùa. Đấy, lên trắng hết rồi các con này, kéo nhựa hết rồi này. Đấy, cái nào cũng kéo hết rồi này. Đấy, ủ thêm tầm vài hôm nữa là đấy được, là mình đưa đi trồng được. Đấy, mình phải kê này, này. Cái này mình phải kê này này. Đấy. À, cây này, cái rễ này rễ cây khác. Cây khác chứ không phải để nó nhé. Cái to này cũng có hết rồi này. Nên nhựa hết rồi này. Ít hôm rồi nó trồng được. Nếu bác nào ghép để này bo như thế này các bác ghép được rồi nhá. Đấy, cây này được trước cây bé bé đấy. Rồi bóc tên nó coi. Tính ra ngày hôm nay nữa là 8 ngày. 8 hay 9 ngày đấy. Hình như 8 ngày được rồi. Nhè cái lăn này dập này. Đấy, em chỉ có quấn như thế này, em ủ như thế này thôi. Đấy, tưới nước thường xuyên cho nó, lúc nào ẩm ướt cho nó là được. Đã ok. Ôi, dàn lắng gấp quấy chứ. Đấy, đầu nhựa lại cũng kéo hết rồi bà con này. Đấy, bà con thấy chưa? Ồ, hết rồi này. Đấy, cây này tính ra là 8 ngày. 8 ngày đã bo ok hết rồi. Này, đầu này cũng lên hết rồi này. Đấy, lên hết đều rồi. Đẹp rồi đấy, cây này ok. Đấy, cả tên cả dưới đều lên hết rồi. Cây này đợt trước là em quay cho các bác xem đó. Thời điểm bây giờ là 8 hôm. Đấy, chịu. Rồi, bọc lại đi cô, bọc lại cho xịt thân. Bọc lại cho xịt thân này, nó giữ thấy chưa? Và nó xịt thân này, nó giữ được mát này. Rồi nó hở thấy chưa? Chẹt vào. Rồi nó hở về đu thân không mát đấy. Đó, chẹt lại cho xịt thân cái bao khi thân một khi nó ướt. Đập ướt. Rồi cuốn lại. Đấy, mình bà con nhớ cuốn nhá, xịt thân nhá. Đấy, xích là nó ướt này, còn là lúc đấy đây chưa hở này là nó đấy thân này. Bỏ vào vật lên rồi nó bỏ vào dây lên vật lên đấy, bỏ lại đó. Rồi vật cái lên đấy đó nhẹ. Rồi tôi bỏ thân lại cho xích. Đấy, kéo hết rồi bà con. Rồi ủ đứng đi cũng được. Sâu gì đó. Sâu gì nhỉ? À, đợt trước cưa. Xì măng vào đây đi. Block, viếng block, block. Nhưng từng đậm nữa bớt. Cái xi măng block ở viên đấy nó cấn, nó cán ở mình tưởng bị nóng. Thế ra không phải. Như thế này ok rồi bà con. Đấy. Đấy bà con. 8 hôm, chỉ có 8 hôm thôi. À, 8 hôm đã ra ok. Rồi chúc bà con thành công nha. Ủ như thế này được, không cần tùm được. Tùm là nó hay bị nấm, ủ như thế này là đỡ nấm nhá. Nói chung nhiều kiểu ủ, không phải là một hai kiểu đâu.